Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô bằng lăng lá nhỏ nha chú anh chị. Bệ đế rất là đẹp luôn. Mấy cái này rất là dễ ra hoa nha chị. Đây, nó đâm chồi già, đâm nụ đâm ra hoa luôn nè anh chị. Này rất là dễ hoa, bằng lăng lá nhỏ, bông màu tím, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là 150, nguyên bệ luôn ha. Này em đo nguyên bệ ha, nó liền nhau nha cô chú anh chị. Đó. Tổng hoành 93. Tổng hoành 93. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đường kính màu 39. Cái này đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đó, mã số là 150. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 950.000 thôi. Để rẻ luôn, 950.000, bệ rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo 151. Bệ này cũng dữ dằn lắm nha anh chị. Đang có hoa luôn nha anh chị. Này rất là dễ ra hoa, cho nên chị yên tâm ha. Đó, như vậy mình tán mình làm cái chớm ở trên thôi, mới ra hoa là rất là đẹp ha. Tổng hoành 83. Tổng hoành 83. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Đường kính cầu 40. Rồi cây này giao lưu anh chị là 850 thôi anh chị, bao ship luôn. 151. Em bao ship cho mình luôn nha anh chị. Bệ rất là to anh chị. Rồi tiếp theo 152. Đó, bằng lăng lá nhỏ nha anh chị. Đây. Này anh chị về tán nhỏ lùng lại chơi cũng rất là đẹp ha. Hoặc là để cao này tùy mình ha. Hoành 51. Hoành 51. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Đường kính bầu 33. Đường kính bầu 33, 152. Rồi cây này thì để hữu nghị với cô chú anh chị mình là 550 thôi anh chị ơi, bao ship cho mình luôn. 550.000, rất là già cây. Rồi tiếp theo. 153. Quá trời cái bệ luôn anh chị ơi. Cây rất là to ha, liền lạc nhau nha anh chị. Khủng bố luôn. Tổng hoành 77. Tổng hoành 77. Chiều cao 43. Đường kính bầu 38. Rồi cái này 700.000 chưa? Em bao ship luôn. 153. Rồi tiếp theo. 154. 154. Bệ quá trời cái bệ. Liền một củ luôn. Tổng hoành 62. Tổng hoành 62. Chiều cao 36. Chiều cao 36. Đường kính bầu 40. Rồi cái này giao luôn chị 700.000 thôi chưa? Bao ship luôn. 154. Củ rất là to luôn. Rồi tiếp theo. 155. 155. Quá trời cái bệ luôn. Tổng hoành 44. Tổng hoành 44. Chiều cao 24. Đường kính màu 30. 155. Rồi cây này hữu nghị anh chị là 550.000 thôi, bao ship luôn. Củ này rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo. 156. 156. Lá xanh mướt đập đầu một bông hết anh chị. Này dễ bông lắm nha anh chị. Bằng lăng lá nhỏ nữa, bông cũng to lắm nha anh chị. Tổng hoành 49. Tổng hoành 49. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28. 156. Rồi cái này giao luôn chị 550 luôn. Em bao ship cho mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. 157. 157. Đó. Bệ này già cây dữ dằn luôn nè anh chị ơi. Tổng hoành 70. Tổng hoành 70 hoành. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Đường kính bầu 45. Rồi cái này giao luôn chị là 650.000 thôi, bao ship 157. Luôn. 157. Rồi tiếp theo. 158. Bệ quá trời đâm rễ dưới này luôn nè. Quá trời cái bệ dữ anh chị ơi. Bệ này dữ dằn luôn ha. Tổng hoành 97. Tổng hoành 97. Cao 43. Chiều cao 43. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Mã số 158. Rồi cái bệ này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 chưa? Rất là khủng cái bệ luôn, 950.000 bao ship. Rồi tiếp theo. 159. Bệ này cũng khủng dữ dằn luôn anh chị. Ồ. Rồi, đâu hoành nè. Má chẳng cái bệ luôn. Tổng hoành là 1m07. Tổng hoành 1m07. Cao 31. Cái này đẹp nha anh chị. Đường kính bầu 55. Bệ đẹp lắm, đẹp luôn. Rồi cái bệ này 159. Bệ này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000. Em bao ship. Bệ này là về chơi là tuyệt vời luôn anh chị ơi. 159. 159. Rồi tiếp theo. 160. 160.
hoành 84. Tổng hoành 84. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Mã số 160. Bê này cũng khủng lắm anh chị. Rồi bê này 700.000 chưa? Bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo. 161. Bê đẹp. Hoành 54. Chiều cao 31. Đường kính bầu 35. Bằng lăng lá nhỏ nghe anh chị. Lá nhỏ xíu. 161. Rồi, cái này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 chị, bảo ship luôn. 161. Rồi tiếp theo 162. Bể này cũng rất là đẹp, liền hết trơn nhau anh chị. Tổng hoành 81. Chiều cao 24. Đường kính bầu 42. Rồi bể này 500.000 thôi. 162. Rồi tiếp theo 163. Ồ, cái bể này lũa chỗ này nha, đẹp lắm anh chị. Tổng hoành 82. Chiều cao 24. Đường kính bầu 44. Mã số 163. 63. Rồi, cái bể này giao lưu anh chị là 750 anh chị. Bể rất là đẹp. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô Lê Kim Ma ha. Lê Kim Ma này giống Thái nha anh chị. Cho trái rất là sớm. Mấy cây này đã cho trái rồi hết anh chị. Đây. Nè, nó ra bông ra trái anh chị luôn ha. Đây. Số 22. Mã số 22. Hoành 11. Chiều cao 50. Rồi cây này để rẻ anh chị 300.000 thôi. Em bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 23. Mã số 23. Dạng bay anh chị. Hoành 10. Cành bay 40. Rồi cái này 450 anh chị. Mã số 23. Bao ship ha. Rồi tiếp theo. Mã số 24. Chị em báo lại anh chị, mấy cái chòi này nữa khi em ốp giấy quấn bao vô nó có gãy một vài chòi, anh chị thông cảm ha. Anh chị nào thông cảm được thì hãy đặt mua nha anh chị. Chứ thì vận chuyển tới anh chị nói gãy chòi không nhận cây cũng tội em ha. Này báo trước cho anh chị rồi ha. Hoành 12. Chiều cao 51. Mã số 24. Rồi cái này giao luôn anh chị là 350 thôi. Em bao ship luôn. Mấy ngày sống khỏe hết rồi nghe anh chị. Mã số 25. Nè chị coi nè. Đâm trái luôn nè. Đây nè. Rất là mau ha. Hoành 11. Chiều cao 44. Mã số 25. Rồi cái này 300.000 thôi chị. Rồi tiếp theo. Mã số 26. Bể cũng khá là đẹp nè anh chị. Hoành 13 rưỡi. Chiều cao 37. Rồi cái này giao luôn chị 500.000 ha. Mã số 26. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 27. Nè, bể nè. Cây sống khỏe hết anh chị yên tâm. Hoành 12. Chiều cao 31. Rồi cái này 450 anh chị. Mã số 27. Rồi tiếp theo. Mã số 28. Hoành 10. Chiều cao 46. Mã số 28. Rồi cái này giao lên chị là 300.000 thôi. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 31. Số 31. Hoành 12. Chiều cao 44. Rồi cái này cũng 350 chị. Mã số 31. Rồi tiếp theo. Mã số 32. Số 32. Hoành 12. Chiều cao 47. Mã số 32. Rồi cây này thì giao lưu với anh chị là 400.000 anh chị, bao ship luôn. Mã số 33. Có cây này là không phải là cây ma Thái anh chị. Cây này nhìn tại vì cây này hồi đó bứng riêng nè, vậy nhìn cái lá đó nó to hơn cái lá mai cây lá kia ha. Này có sai báo vậy ha. Cây này là cây bứng riêng bứng dưới trong vườn. Này anh Thái nó khác, nhìn cái lá nó khác liền anh chị. 19. Này lá nhỏ, này lá nó bành kia nè. Chiều cao 32. Nó nhìn nó khác liền nha anh chị. Rồi cái này giao lưu anh chị là 500.000 ha. Này không phải Thái nha. Này có thì sao em báo vậy ha. Rồi tiếp theo. Mã số 34. Số 34. Này là Thái nha anh chị. Nè, nhìn lá nè. Nó sẽ nhỏ hơn cái Lê Kim Ma thường mình. Hoành 14. Chiều cao 44. Trái nó cũng nhỏ, nó không bự hung. Nó cỡ cầm tay thôi. Mã số 34. Mà nó sai trái ha. Mã số 34. Rồi cái này giao lưu với anh chị là 450 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo.
Mã số 35. Mã số 35. Quanh 10. Chiều cao 39. Rồi cái này 300.000 đúng chưa? Số 35. Rồi tiếp theo. Mã số 36. Mã số 36. Quanh 15. Chị thấy trái. Chiều cao 32. Gà trái nè, lá nhỏ nữa nha chị. Lá nhỏ. Mã số 36. Rồi cây này giao luôn chị 400.000 thôi, bao ship. Rồi, dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang sen ha. Rồi trang sen người ta gọi là trang sen Nhật đó anh chị. Nè là cái bóng cánh bông của nó như là cánh sen. Đó, là nhiều lớp. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây đang cho bông, sống khỏe thường chậu. Đó, nè rễ ra một nồi luôn ha. Này về anh chủ cô chú anh chị cắt chậu ra thôi, mình vô chậu mới mình chơi cho đẹp ha anh chị. Này cây đầu tiên là mã số là 476. Cái này em đo một cái hoành trước cho anh chị coi ha. Mấy cây sau tương tự với nhau nha anh chị. Quanh 11 rưỡi. Quanh 11 rưỡi. Chiều cao 32. Anh chị so sánh với cây dứt lông giúp em ha. Em chỉ đo chiều cao thôi. Tại vì cây cái hoành thì cũng tương tự nhau hết à. Có cây bự hơn chút thôi, nhỏ tương chút thôi. Hoành thì cây này là 11 đó. Mã số 476. Rồi cái này 250.000. Em bao ship tặng nhà cho mình. 477. Đó, cái hoành cũng vậy thôi. Cỡ 10, 11, 12 vậy đó. Chiều cao 30. Cũ rất là đẹp luôn chị ơi. Mã số 477. Rồi 250.000. 480. Chiều cao 28. Mã số 480. Rồi cũng 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo. 481. 481. Chiều cao 25. Rồi cây này. Số 481. Rồi cây này thôi để Huyền chị 200.000 thôi ha. Bao ship nó nhỏ hơn một tí. 484. Chiều cao 27. Rồi cái này hữu nghị 200.000 thôi. 485. Hoa rất là đẹp nha anh chị. Đó, cũ. Quá khứ cái cũ luôn. Chiều cao 23. Rồi 250.000. 485. 486. Chiều cao 24. Củ này rất là đẹp nha anh chị. Củ này to ha. Rồi cây này 300.000 chị ơi. 486. 486. 487. Chiều cao 25. Rồi cây này 250.000. 487. 488. Chiều cao 26. Rồi. Số 488. 250.000. 489. Cũ rất là to, hoa rất là đẹp anh chị. Chiều cao 27. Rồi cũng 250.000. 489. Cái này cũ cũng bự lắm anh chị. Chiều cao 26. Mã số 491. Rồi cái này để ghé anh chị 300.000. Cũ rất là to anh chị. Rồi. 250.000. Chiều cao 28. Mã số 493. Quá trời cũ đấy, 250.000. 496. Chị coi cũ cây nè, bành kỳ. Chiều cao 30. Rồi cũng 250.000 thôi chị. 496. 497. Chiều cao 29. Rồi 250.000. Mã số 497. 498. Chiều cao 27. Mã số 498. Ôi cũ bự quá trời. Rồi cái này 300.000. 499. Cũ quá trời bự. Chiều cao 24. Mã số 499. Cây này quá trời to luôn anh chị. Rồi cây này 300.000. 500. Chiều cao 30.
mã số 500. Cây này củ đế quá trời củ đế luôn chị. Rồi này hữu nghị 250 anh chị, bao ship luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp nha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắt bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắt bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000.
đó, là gồm là 8 cây đục đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử à, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu đó. Hàng này của Nhật không anh chị nè đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mít nhìn ra bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị, bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, thì mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.